chào các bạn, chào mừng đến với kênh YouTube của Yobo. Trái liệu có tốt không và cụ thể nó tốt như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Đối với trái liệu thì nó có thể gọi là một loại siêu phẩm cho trẻ hóa toàn diện, bao gồm cả trẻ hóa làn da và trẻ hóa các cái cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Do đó nó có hai cái tác dụng có thể phân loại ra, đó là một là về sắc đẹp và hai là về sức khỏe. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái vai trò của trái liệu đối với sắc đẹp của chúng ta trước nhé. Đối với cái làn da của chúng ta là một cái cơ quan mà thường xuyên phải đối chọi với cả những cái tác động từ môi trường bên ngoài, không khí này, khói bụi mà đặc biệt là ánh nắng mặt trời. Thế thì trong cái quá trình mà chúng ta sinh sống, chúng ta sẽ đối mặt với những tình trạng như là da bị mất nước, da bị nhăn, bị khô, bị chảy xệ, có những cái đồi mồi xuất hiện. Ở trong trái liệu nó có một cái hoạt chất có tên gọi là Punica Lagin. Và chính cái hoạt chất này nó giúp cho làn da của chúng ta có cái sức sống và căng mọng. Đây chính là một trong những cái nhân tố chống lão hóa quý giá được tìm thấy ở trong quả liệu. Và khi mà mình sử dụng cái sản phẩm từ liệu trong một cái thời gian chỉ cần từ 7 ngày cho đến 14 ngày thôi, bạn đã cảm nhận được cái sự thay đổi rõ nét ở trên làn da của mình rồi. Khả năng chống lão hóa của liệu đã được các nhà khoa học chứng minh là cao gấp nhiều lần so với cả những cái hợp chất chống lão hóa được tìm thấy ở trong rượu vang đỏ hay là trà xanh. Trong liệu còn có những thành phần flavonoid, chính những thành phần này nó giúp cho cái sự trao đổi điện và trao đổi nước ở trên làn da nó được tốt hơn. Nó cũng giúp cân bằng cho cái làn da của mình, làm xe nhỏ những cái lỗ chân lông và làm cho da mềm mại, giữ được ẩm. Flavonoid ở trong trái liệu sẽ kết hợp cùng với những cái thành phần axit mà rất là quý hiếm được tìm thấy trong để hỗ trợ cho làn da của chúng ta, như là phenolic hay là punicic. Và chính những cái hợp chất này sẽ giúp cho da được cân bằng, hạn chế được những cái vết nám và đồi mồi trên da, giúp cho làn da của chúng ta mềm mại và tăng sinh những cái sợi collagen này, những cái elastin này. Chính vì vậy mà cái trái liệu có thể nói được xem là một trong những cái loại hợp chất tự nhiên mà hỗ trợ cho cái làn da của chúng ta một cách khỏe mạnh nhất, bao gồm từ việc giữ nước, bao gồm từ việc chống lại những cái vết đồi mồi, vết nám ở trên da. Không chỉ ở trong nước ép của cái trái liệu mà cái hạt của trái liệu cũng là một cái thành phần rất là quý hiếm, sử dụng được cho cả làm thuốc và cho cả việc chăm sóc da. Trong hạt của trái liệu có một cái hàm lượng chất chống oxy hóa rất là mạnh có tên là catechin. Và chính cái hàm lượng này nó là một trong những cái thành phần giúp cho làn da của chúng ta nó có cái độ đàn hồi, đồng thời là giúp chống lại những cái tia UV từ ánh nắng mặt trời, chống lại những cái thành phần mà gây những cái hiện tượng như là bị sạm da hoặc là gây ung thư da. Bởi vì thế cho nên rằng là liệu luôn luôn xem được là một thành phần mà không thể nào thiếu được trong cái bữa ăn, trong cái thực phẩm dinh dưỡng hàng ngày của chúng ta. Còn về sức khỏe thì sao ạ? Trái liệu có thể xem như là một trong những cái loại quả rất là quý. Cũng chính vì vậy mà Yobo cùng với Anna đã có một cái video clip mà giới thiệu như thế này. Bên trong trái liệu có những cái thành phần mà chống ung thư. Nó có một những cái hoạt chất mà có thể dẫn đến cái quá trình tự phá hủy của tế bào ung thư. Bởi vậy cho nên là liệu rất là tốt để chống lại những cái loại ung thư mà chúng ta thường gặp phải ở đàn ông, như là ung thư tuyến tiền liệt, còn ở phụ nữ như là ung thư vú. Đồng thời á, liệu, nước ép liệu cũng được xem là một loại aspirin tự nhiên và giúp cho làm lành những cái tổn thương ở trên thành mạch, làm lành những cái vết được có thể gọi là những cái lão hóa sớm của tất cả những cái tế bào trong cái hệ mạch máu của chúng ta. Bởi vậy mà nó có thể làm cho chúng ta cân bằng lại huyết áp. Nói đến đây thì có thể một số bạn là cảm thấy ngạc nhiên, tế bào máu thì liên quan gì đến đến cái huyết áp? Có nhiều nguyên nhân mà dẫn đến những cái tình trạng mà huyết áp tăng cao, nhưng mà một trong những cái đó là thành mạch của chúng ta bị tổn thương. Cái thành mạch khi mà bị tổn thương á, thì cái độ đàn hồi nó giảm bớt này. Đấy là lý do tại sao mà xơ cứng động mạch thì làm cho huyết áp cao. Nhưng mà những cái tổn thương nhỏ của thành mạch nó sẽ làm lộ ra những cái sợi gọi là sợi nguyên bào. Và những cái sợi này nó sẽ làm, nó giống như kiểu những cái cánh tay ấy, nó xòe ra và nó bắt những cái tế bào máu lưu thông ở trong cái đoạn mạch đó. Và ngay cả lúc này thì mặc dù thành mạch vẫn chưa bị tổn thương quá sâu, tức là chưa bị xơ vữa, nhưng nếu như có những cái tổn thương nho nhỏ như vậy
thì những cái cục máu đông, gọi là những cái huyết khối, nó rất nhanh chóng được hình thành và nó bám vào những cái đoạn mạch và bị tổn thương như vậy. Nó sẽ làm gây tắc nghẽn cái lưu thông, tắc nghẽn giao thông của cái dòng máu. Bởi vậy cho nên rằng là thường ấy, là chúng ta thường không để ý đến những cái viêm nhiễm nhỏ, mà chỉ là khi mà đã hình thành những cái bệnh mà mãn tính hoặc là những cái bệnh nào đó rất là cấp tính thì chúng ta mới đến bệnh viện. Những lúc đó thường là chúng ta tốn rất là nhiều công sức, tốn rất là nhiều thời gian và tiền của, thậm chí là rất khó lòng mà lấy lại được. Còn nếu như trong cái sinh hoạt hàng ngày, trong cuộc sống hàng ngày, mình biết bổ sung những cái loại thực phẩm thì nó chả khác gì những cái vị thuốc cả, và nó lại tốt, nó không có những cái tác dụng phụ có hại cho cơ thể của chúng ta. Bên cạnh đó thì lựu cũng là một loại quả rất là tốt cho hệ thống tiêu hóa. Từ thời cổ đại thì tổ tiên của chúng ta đã biết dùng nước ép của trái lựu trong những cái trường hợp mà có người thân bị kiết lỵ hay là bị tiêu chảy. Nó có thể giúp cho cân bằng lại cái trao đổi chất ở trong cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta và giúp cho cơ thể của chúng ta tìm về được cái trạng thái cân bằng, tức là cái trạng thái khỏe mạnh nhanh hơn. Lựu cũng có những cái tác động tích cực đến tế bào bạch cầu, vì vậy mà hỗ trợ cho hệ thống miễn dịch của chúng ta được tăng cường hơn. Cũng đã có những cái nghiên cứu chứng minh rằng là nước ép lựu có thể làm cho chúng ta tăng cường trí nhớ và hạn chế những cái căn bệnh liên quan đến não bộ như là Alzheimer. Đồng thời trong cái quá trình mà sinh hoạt thì chúng ta thường phải dùng thuốc. Càng lớn tuổi thì cái lượng thuốc mà chúng ta dùng sẽ nhiều hơn. Và khi mà chúng ta dùng thuốc trong cái thời gian dài như vậy thì khó lòng mà tránh được cái tình trạng là những cái sỏi thận này, sỏi mật này bắt đầu xuất hiện. Và nếu như mà bạn đã gặp những cái tình trạng như thế này, hoặc là bạn muốn ngăn ngừa nó, thì nước ép lựu cũng là một trong những cái loại thực phẩm, một trong những loại công thức mà bạn bổ sung vào, nó sẽ giúp thúc đẩy cái quá trình mà đào thải những cái viên sỏi đấy nhanh hơn. Đối với phụ nữ đang mang thai và phụ nữ sau sinh con thì bản thân ở trong lựu nó có rất nhiều acid folic. Nó chính là một trong những cái nguyên tố mà giúp cho hệ thần kinh, ống thần kinh và trí thông minh của trẻ phát triển toàn diện. Đồng thời lượng kali có nhiều ở trong lựu cũng sẽ giúp cho bạn làm giảm đi những cái cơn chuột rút, và đồng thời nó cũng sẽ giúp cho bạn bổ sung được cái lượng máu mà tuần hoàn trong cả mẹ và con. Và có một thông tin rất là hữu ích cho cả hai giới. Đối với phụ nữ thì bộ ngực của chúng ta là thứ mà chúng ta vô cùng quan tâm, đúng không ạ? Và trong cái hạt lựu nó có rất là nhiều những cái thành phần hỗ trợ cho sự phát triển của bộ ngực. Nó sẽ làm cho bộ ngực của chúng ta săn chắc hơn, căng hơn và thậm chí là tăng size. Đương nhiên là nó có hai phần mà chị em của chúng ta cần phải hiểu rằng là cái việc mà nó làm săn và làm cho nó căng mọng lên, nó khác với việc là cái size ngực của chúng ta tăng lên. Và chỉ cần là làm cho nó căng mọng lên thôi thì trong bộ ngực của chúng ta đã rất là đẹp rồi, chứ không nhất thiết là chúng ta phải mang một bộ ngực vĩ đại thì mới là đẹp đâu ạ. Đối với đàn ông thì nước ép lựu nó giúp cho ngăn ngừa những cái xơ vữa động mạch, nó giúp cho dòng máu lưu thông đến đến dương vật này và lưu thông ở trong cái cơ quan sinh sản của đàn ông, và nó hỗ trợ được phòng chống được những cái nguy cơ xơ vữa những cái động mạch thuộc về dương vật hay là tuyến tiền liệt. Bởi vậy cho nên rằng là khi mà các anh mà uống sử dụng nước lựu thường xuyên thì nó sẽ giúp cho các anh là ngăn ngừa được những cái nguy cơ liên quan đến rối loạn cương dương. Và như vậy tức là nó hỗ trợ cho cái cơ quan sinh sản của đàn ông rất là mạnh. Đối với phụ nữ thì sao ạ? Đối với phụ nữ, chúng ta cần rất là nhiều những cái axit béo thiết yếu, chúng ta cần rất là nhiều những cái dưỡng chất để nuôi dưỡng cho buồng trứng này, cho tử cung của chúng ta, cho bộ ngực của chúng ta. Cho nên là lựu chính là một trong những cái thực phẩm mà chứa rất là nhiều những cái hợp chất chống lão hóa, và nó chứa rất là nhiều những cái thành phần mà quý giá, khó lòng có thể tìm thấy được ở trong những cái thực phẩm khác, trong những loại thực vật khác. Cho nên rất là mong bạn sẽ đưa trái lựu vào một cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình. Chúng ta sẽ hướng dẫn nhau một chút về cái việc bạn sẽ lựa chọn lựu như thế nào nhé. Bây giờ lựu trên thị trường có rất là nhiều loại, lựu Trung Quốc, lựu Việt Nam cũng có, lựu Peru cũng có, lựu Ấn Độ và lựu Israel. Đối với cả lựu Trung Quốc thì mình không bàn tới rồi. Thực ra là nhẽ ra là nó cũng tốt thôi. Tuy nhiên rằng là do cái quá trình canh tác mà sử dụng quá là nhiều những cái chất bảo quản, nó sẽ làm cho cái hàm lượng dinh dưỡng nó giảm xuống, đồng thời là những cái lượng độc tố đi vào cùng cơ thể nó rất là nhiều. Bởi vậy cho nên rằng chúng ta không nên chọn những cái loại lựu mà có cái nguồn gốc mà mình biết rõ là cái vùng đất đấy người ta canh tác thường là không được đảm bảo. Lựu của Việt Nam của chúng ta thì ít hơn, và trái nhỏ và hạt của nó
Nó có cái màu nhạt hơn. Và một cái loại lựu mà Anna rất thích mà Anna hôm nay có trưng bày ở đây, đó chính là lựu Israel. Lựu Israel của chúng ta thì nó có một đặc điểm là trái rất là bự và mọng nước, nhiều dinh dưỡng. Cũng như là ở đất nước Israel thì bạn cũng biết là những cái kỹ sư về nông nghiệp của họ là nổi tiếng trên toàn cầu. Ngoài ra, một cái vùng đất mà người ta sử dụng lựu rất là truyền thống từ những cái thời đại rất là cổ xưa, đó là Ấn Độ. Và ở Ấn Độ, cái lựu của Ấn Độ cũng là một cái loại lựu rất là ngon. Nếu chúng ta sử dụng những cái thực phẩm tươi thì chúng ta cần phải chú ý đến cái nguồn gốc của sản phẩm. Và bạn có rất là nhiều những cái cách để mà lựa chọn. Nếu mà bạn ăn cả hạt thì bạn sẽ sử dụng lựu trực tiếp luôn. Còn đôi khi mình không ăn được một cái lượng hạt mà nó nhiều như vậy thì bạn có thể ép thành nước. Và ở Yobo thì mỗi lần mà có lựu về thì đã được khách hàng rất là quan tâm, rất là ưu ái và rất là yêu thương lựa chọn cái sản phẩm nước lựu ép. Anna mong rằng những thông tin trên đây đã giúp cho bạn có thêm nhiều động lực hơn để đưa trái lựu vào thành một trong những cái thực phẩm hàng ngày mà mình bổ sung. Đương nhiên là nó có tính mùa vụ rồi, cho nên rằng là bạn có thể luân phiên lựu với những cái loại thực phẩm khác, với những cái loại rau củ quả và trái cây khác, để luôn luôn bạn thu nhặt được những cái phytochemical, những cái hợp chất chống lão hóa quý giá có trong thực vật. Nếu bạn thích video này, xin hãy giúp Anna bấm một like, hãy share, hãy comment các cái thông tin bên dưới. Nếu như mà bạn cảm thấy là nó có ý nghĩa, xin hãy giúp Anna giới thiệu với nhiều người hơn, để tất cả chị em phụ nữ chúng ta đều khỏe mạnh, gia đình của chúng ta đều khỏe mạnh. Nước lựu cũng rất là tốt cho trẻ nhỏ, tốt cho người già, tốt cả cho những người mà bị những cái bệnh, đang những bị bệnh mãn tính, như là những bệnh liên quan đến huyết áp, liên quan đến tiểu đường, và những cái bệnh, ngay cả những cái bệnh mà liên quan đến ung thư. Thì rõ ràng là những cái lượng mà phytochemical ở trong những cái loại rau củ quả tươi như là lựu đã hỗ trợ cho chúng ta chăm sóc người thân của chúng ta rất là nhiều. Xin cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ Yobo trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.